Lúc này, việc buôn lậu hàng hóa ngày một nóng lên ở các vùng biên. Tình trạng người mua bán vận chuyển, dự trữ hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng bị phát hiện ngày càng nhiều. Tại An Giang, qua tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh vừa phối hợp cùng công an kiểm tra phát hiện tạm giữ trên 5.000 đôi giày dép không rõ nguồn gốc tại một hộ kinh doanh trên địa bàn phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc. Khoảng 9 giờ rưỡi sáng qua, tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh phối hợp cùng với công an phường Châu Phú A kiểm tra đột xuất cửa hàng kinh doanh giày dép tại số 156 đường Cử Trị, khóm 6, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc do bà Huỳnh Thị Minh Tuệ làm chủ. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong nhà có hơn 5.000 đôi giày dép các loại không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc tại thời điểm kiểm tra. Trị giá số hàng này khoảng 200 triệu đồng. Hiện công an lập biên bản tạm giữ số giày dép để tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định. Cảnh sát kinh tế công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp cục quản lý thị trường tỉnh vừa kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm tại khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu do ông Trang Hoàng Anh làm chủ. Qua kiểm tra, phát hiện và tạm giữ hơn 3 tấn 7 thực phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, gồm có đậu nành, đậu xanh, dồi ngâm giá đậu. Chủ cơ sở khai nhận vừa mua số hàng này để bán ra thị trường trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới.